Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 14 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức phiên giải trình về chủ đề Tình hình quản lý thu thuế năm 2022 và việc quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Quỳnh Quang Triệu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì phiên giải trình. Tại phiên giải trình, có 8 đơn vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia 8 câu hỏi và 29 lượt ý kiến liên quan đến tình hình quản lý thu thuế năm 2022, việc quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành có liên quan giải trình làm rõ. Chủ tọa phiên giải trình ghi nhận đánh giá cao tinh thần làm việc, trách nhiệm của quý đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong việc nghiên cứu đặt câu hỏi phù hợp, sát thực tiễn và sự nỗ lực cố gắng của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc cung cấp thông tin, giải trình làm rõ các vấn đề mà đại biểu đặt ra với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, trách nhiệm. Kết quả phiên giải trình cho thấy, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu, chống thất thu thuế nên kết quả thu thuế trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu của Trung ương giao cũng như chỉ tiêu của địa phương. Công tác quản lý thuế ngày càng được hiện đại hóa, việc nâng cấp hoàn thiện hệ thống quản lý thuế được tập trung, đồng thời xây dựng và triển khai các ứng dụng hỗ trợ hiệu quả cho người nộp thuế. Việc tuyên truyền các chính sách pháp luật về thuế thông qua hệ thống thư điện tử, website của Cục Thuế đến các doanh nghiệp và người nộp thuế được nhanh chóng, tạo ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng cao. 100% doanh nghiệp thực hiện tự khai, tự nộp. Tỷ lệ kê khai và nộp thuế qua mạng điện tử đạt trên 95% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Ngành thuế chỉ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro theo quy định của ngành. Các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách được thành lập và hoạt động đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Việc chấp hành pháp luật của các quỹ tài chính ngoài ngân sách thực hiện đảm bảo theo đúng quy định quản lý, sử dụng hiệu quả, công khai minh bạch. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý thu thuế và quản lý quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế nhất định. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan, các địa phương quan tâm thực hiện một số nội dung trọng tâm nhằm thực hiện tốt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Một, công tác lập giao dự toán thu ngân sách nhà nước cần đảm bảo có sự tăng trưởng sát với tiềm năng nguồn thu, rà soát quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh, doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh mới ra kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp có rủi ro cao như ngành dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, karaoke, kinh doanh bất động sản, vân vân. Hai, tập trung rà soát quản lý tốt tất cả các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, chống thất thu ngân sách nhà nước, tất cả các khoản thu tiềm năng, các khoản thu còn bỏ sót để nâng tỷ lệ thu ngân sách, chống tiêu cực trong quản lý thu, chống chuyển giá trốn thuế, khai thác tốt nguồn thu sử dụng đất. 3. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích và chuyển quyền sử dụng đất, có giải pháp hiệu quả để kiểm soát và ngăn chặn tình trạng thỏa thuận ngầm về giá ghi trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất nhằm mục đích giảm mức đóng thuế, lệ phí trước bạ gây thất thu ngân sách nhà nước. 4. Thường xuyên phân tích, đánh giá đúng tình hình kinh tế xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn, qua đó xác định các khoản thu tiềm năng, các khoản thu còn bỏ sót để có giải pháp khai thác tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. 5. Thực hiện nghiêm các biện pháp đôn đốc xử lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, tích cực phối hợp rà soát đối chiếu nợ, xác định chính xác số nợ đọng thực tế của người nộp thuế để có biện pháp thu hồi nợ đọng theo đúng quy định, phấn đấu đến 31 tháng 12 hàng năm kiềm chế tỷ lệ nợ thuế dưới 5% tổng thu thuế trên địa bàn tỉnh. 6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định chính sách về thuế, chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy định, đặc biệt là nộp thuế bằng phương thức điện tử. Qua phiên giải trình, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và người đứng đầu các cơ quan đơn vị có liên quan, các địa phương dành sự quan tâm và quyết tâm hơn nữa trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã cam kết tại phiên giải trình, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện cho đại biểu Hội đồng Nhân dân và cử tri được biết. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện các giải pháp đã đề ra tại phiên giải trình để từng lúc thông tin kết quả với cử tri, đồng thời kêu gọi cử tri đồng thuận với các chủ trương của tỉnh, cùng thực hiện giám sát, thông tin kịp thời đến các đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình kết quả thực hiện các cam kết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở ngành tỉnh, các địa phương tại phiên giải trình.